Xin chào các thầy cô giáo, các bạn Pastor và quý khán giả của chương trình PC Radio, tiếng nói của Pastor. Soka rất vui và háo hức vì lần đầu tiên được lên sóng của chương trình PC Radio. Chương trình PC Radio ngày hôm nay là chương trình phát sóng số thứ 9, ngày 6 tháng 11 năm 2020. Và người đồng hành dẫn chương trình cùng Soka hôm nay là bạn Sắc Nâu. Sắc Nâu xin chào các thầy cô, các bạn Pastor và quý vị khán giả của chương trình PC Radio ngày hôm nay. Sắc Nâu rất vui và háo hức vì cũng là lần đầu tiên được gặp gỡ và giao lưu với các khán thính giả của chương trình trên sóng PC Radio. Quý khán thính giả của chương trình và đặc biệt là các bạn Pastor thân mến, vậy là mở đầu tuần học đầu tiên của tháng 11 và cũng đúng là ngày hôm nay, ngày 6, các bạn học sinh của chúng mình cùng nhau trải nghiệm chương trình ngoại khóa tiếng Anh với chủ đề Hành trình khám phá di sản đấy nhé. Cùng chúc cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh của nhà trường một chuyến đi thú vị và mang về thật nhiều clip hay để các khán thính giả của PC Radio thưởng thức nhé. Các bạn Pastor của chúng mình hãy thỏa sức sáng tạo đi nào. Các bạn thân mến, chương trình hôm nay là chương trình thứ 9 và các Pastor của chúng mình đã kết thúc tuần học đầu tiên của tháng 11, tháng học tập và hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và hứa hẹn cũng sẽ là một tháng với những hoạt động bùng nổ của cả thầy và trò nhà trường đấy. Đồng thời, cũng trong tháng 11, các bạn học sinh của chúng mình được tham gia vào một trong những chương trình hoành tráng nhất trong năm, đó là chương trình Nhịp điệu trẻ đấy. Soka thấy không khí luyện tập cho các vũ điệu của các lớp vô cùng sôi nổi. Hy vọng chương trình năm nay sẽ có nhiều tiết mục thật bùng cháy nhé. Quay trở lại với PC Radio, trong mỗi phần của chương trình, các khán thính giả của PC Radio được cập nhật các tin tức nóng hổi của nhà trường, được lắng nghe các sản phẩm sáng tạo của các thầy cô và các bạn học sinh. Chúng mình còn được trò chuyện cùng với một bạn học sinh thông qua Pastor Story. Và trong ngày hôm nay, trong phần 3 Pastor Story, chúng mình cùng trò chuyện với một bạn Pastor khối 6 rất đẹp trai mà lại hát hay nữa đấy. Bật mí nhé, mặc dù mới gia nhập vào gia đình Pascal, nhưng bạn ấy đã chinh phục khá nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc của nhà trường. Hãy cùng chờ đến phần 3 của chương trình ngày hôm nay để biết bạn Pastor này là ai nhé. Còn ngay bây giờ, hãy cùng Soka và Sóc Nâu đến với phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, Pastor New. Let's go! Và Sóc Nâu đã quay trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Soka này, trong phần đầu của chương trình Pastor New ngày hôm nay, chúng ta sẽ có thông tin nóng hổi nào đây? Sóc Nâu muốn biết đó là tin tức nào ngay bây giờ? Đầu tiên là một tin tức mà Soka nghĩ các bạn Pastor sẽ rất chờ đợi. Đó là trong giờ chào cờ hôm thứ Hai vừa qua, trường trung học cơ sở Pascal đã tổng kết và trao giải cuộc thi Voice Online 2020. Trong chương trình năm nay, ban tổ chức đã nhận được rất nhiều tiết mục có giọng ca mượt mà, đầy nội lực, các tiết mục có sự đầu tư và có chiều sâu. Sau nhiều tuần bình chọn và lan tỏa trên trang truyền thông của nhà trường, các hạng mục giải thưởng đã được công bố. Các khán thính giả của chương trình có thể cập nhật chi tiết các giải thưởng của chương trình The Voice Online trên trang fanpage của nhà trường. Hoặc các bạn cũng có thể theo dõi giải thưởng trong bản tin tổng hợp tháng 10 của kênh truyền thông Pascal TV để xem các tiết mục nào đã đạt giải nhé. Như vậy, cùng với chương trình Nhịp điệu trẻ thì The Voice Online và Pascal Got Talent là ba chương trình của nhà trường được tổ chức nhằm hướng các bạn học sinh của nhà trường đến việc tìm kiếm, phát huy và trình diễn về năng khiếu văn nghệ bao gồm ca hát, âm nhạc và vũ đạo. Thông qua các chương trình này, nhiều gương mặt có năng khiếu nghệ thuật mới được phát hiện và bồi dưỡng đấy. Trong cuộc thi Pascal Got Talent mùa trước, có rất nhiều các bạn Pastor vừa đàn hay, vừa hát giỏi. Ôi! Theo dõi các cuộc thi mà Sóc Nâu cũng muốn thử sức mình trong chương trình The Voice năm tiếp theo. Và tin tức số 2 đây, Soka và Sóc Nâu sẽ mang đến cho các khán thính giả của PC Radio mà chúng mình tin chắc rằng các bạn Pastor cực kỳ quan tâm đấy. Đó là trong tuần học cuối cùng của tháng 10 vừa qua, các bạn Pastor của chúng mình vừa hoàn thành bài kiểm tra giữa học kỳ 1 đấy. Đây là một trong những bài kiểm tra quan trọng trong học kỳ 1 và tính điểm hệ số 2. Các môn trong lần kiểm tra giữa kỳ này là Toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, công nghệ, giáo dục công dân, tin học. Và trong tuần học đầu tiên, các thầy cô giáo nhà trường sẽ triển khai việc chấm điểm và công bố cho các bạn Pastor.
Sau khi nhận nhanh từ các thầy cô giáo coi thi, các bạn passer của chúng mình đã hoàn thành bài kiểm tra thật xuất sắc và đã có rất nhiều điểm tốt xuất hiện rồi đấy. Vậy là sau những cố gắng, các passer của chúng mình không chỉ nhiệt tình tham gia các hoạt động sôi nổi của nhà trường mà còn chăm chỉ học tập để đạt thành tích cao và thể hiện các tố chất của passer, đó là nỗ lực, trách nhiệm, trung thực, tích cực và sáng tạo nữa đấy. Học nhiệt tình, chơi hết mình nhé, passer ơi! Chúng mình cùng chờ đợi đến ngày công bố điểm trong đợt kiểm tra lần này nhé! Và tin tức cuối cùng trong phần Passer News ngày hôm nay là một tin cũng hấp dẫn không kém nhé! Đó là trong tháng 11 sắp tới sẽ là tháng hoạt động và học tập chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và trong những ngày này, các thầy cô giáo và các bạn Passer của nhà trường đang tích cực luyện tập cho tiết mục đồng diễn để kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường 2010-2020 đấy! Bài đồng diễn lần này là điệu nhảy tập thể của thầy và trò nhà trường trên nền nhạc remix của bài hát Pascal Đường Tới Tương Lai, ca khúc truyền thống của nhà trường, một ca khúc rộn ràng về giai điệu và rất ý nghĩa về lời hát. Dâng đời trái ngọt hoa thơm, chung tay vì lợi ích trăm năm, trung học cơ sở Pascal, hân hoan đón chào ngày mới. Các bạn vừa lắng nghe một giọng ca rất tuyệt vời đến từ Suka. Như vậy, trong năm học này, trường trung học cơ sở Pascal của chúng ta sẽ có một loạt những chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập trường. Đó là các chương trình game show, các chương trình thực tế, các ấn phẩm, các khóa tập huấn giáo viên và rất nhiều các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức nhân sự kiện này. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình thành lập và phát triển của trường trung học cơ sở Pascal và là một niềm tự hào của mỗi passer. Hiện tại, các buổi tập cho buổi đồng diễn đã diễn ra rất sôi nổi. Các thầy cô và các bạn hứa hẹn sẽ bùng nổ trong lần biểu diễn chính thức nhé. Bừng sáng nhé, Passer ơi! Và đó là tất cả những nội dung sẽ có trong phần 1 của Passer News ngày hôm nay. Cùng Suka và Sóc Nâu đến với phần 2 của chương trình ngày hôm nay để lắng nghe một ca khúc rất ngọt ngào mà một bạn Passer đẹp trai, đáng yêu của khối 6 sẽ thể hiện nhé. Bật mí với các bạn, bạn ấy đã từng đạt nhiều giải thưởng về âm nhạc cho lứa tuổi thiếu nhi còn là học sinh tiểu học đấy. Đừng chuyển tần số, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Let's go! Và Sóc Nâu chào mừng các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã quay trở lại với chương trình PC Radio. Chương trình hôm nay là số thứ 9, phát sóng ngày 6 tháng 11 năm 2020. Trong phần 2 của chương trình, chúng ta sẽ đến với phần Passer Creation, nơi thể hiện các sản phẩm sáng tạo của các thầy cô giáo và các passer. Trong chương trình ngày hôm nay, ban biên tập xin gửi đến quý vị khán giả của PC Radio một ca khúc ngọt ngào, nhẹ nhàng của bạn Trường Ngọc Minh Quang lớp 6B nhé. Hãy cùng thưởng thức giọng ca vàng của Minh Quang nào. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trào dâng ngập trời. Bao yêu thương của cha đã dành để trong mai âm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh vong cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm em mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân
chào đời. Ngày mẹ đã nói niềm vui trào dâng ngập trời, bao yêu thương của cha đã dành để trong mái ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh vong cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm mềm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân đúng là một ca khúc rất hay của bạn Minh Quang. Các bạn biết không, ngay từ những ngày đầu tham gia câu lạc bộ hè năm học trước, bạn Minh Quang đã tích cực tham gia các chương trình văn nghệ của nhà trường đấy. Và không để quý khán thính giả của PC Radio phải chờ lâu nữa, chúng mình hãy cùng đến với phần 3 của chương trình ngày hôm nay, Pastor Story, để cùng trò chuyện với bạn Minh Quang nhé. Đừng chuyển tần số, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay bây giờ. Tên tên và Sắc Nô quay trở lại với phần 3 của chương trình PC Radio số thứ 9 ngày hôm nay. Đó là chuyên mục Pastor Story. Ekip thực hiện chương trình đã mời đến phòng thu bạn Minh Quang lớp 6B trong chương trình The Voice Online 2020 vừa qua. Bài hát Nơi ấy con tìm về do Minh Quang trình diễn đã đạt giải nhất trong phần bình chọn online và giải 3 trong phần bình chọn trực tiếp đấy. Đầu tiên, Minh Quang hãy gửi lời chào đến khán thính giả của PC Radio đi nào. Xin chào các khán thính giả của BC Radio, gửi lời chào thân mến đến các pastor. Xin chào Minh Quang, là một pastor mới của khối 6, cảm xúc của bạn thế nào khi tham gia học tập dưới mái nhà chung Pascal? Là một pastor mới của khối 6, mình cảm thấy rất là vui và may mắn vì đã được học tập dưới mái trường Pascal. Và đó cũng là một niềm vinh dự cho mình vì không phải bất kỳ ai cũng có thể vào được ngôi trường này. Trong học kỳ học tập đầu tiên ở trường trung học cơ sở Pascal, bạn ấn tượng với hoạt động nào của nhà trường? Vì sao vậy? Trong học kỳ này, mình ấn tượng nhất là hoạt động The Voice, vì hoạt động này giúp Quang giao lưu với các bạn và các anh chị để được học hỏi thêm về những điều Quang vẫn chưa làm được hết mình. Khi còn học tiểu học, Minh Quang có tham gia các cuộc thi văn nghệ nào không? Và bạn đã đạt được những giải thưởng gì? Ở tiểu học, mình cũng tham gia rất nhiều hoạt động văn nghệ. Mình đã từng đạt giải nhất của huyện và tỉnh, giải nhì thành phố và giải ba của trường. Minh Quang này, trong rất nhiều chương trình của nhà trường nói chung và trong cuộc thi The Voice nói riêng, bạn đã rất nhiều lần biểu diễn cả trên sân khấu và ghi hình nữa. Mỗi lần biểu diễn như vậy, bạn cảm thấy thế nào? Mỗi lần biểu diễn như vậy, mình cảm thấy rất là hồi hộp khi lên sân khấu vì mình sợ mình sẽ quên lời hoặc là hát chậm. Tuy nhiên, mỗi khi nhận được những tràng pháo tay của các bác sơ cổ vũ động viên mình
thì mình đã bình tĩnh hơn và hoàn thiện phần biểu diễn của mình một cách tốt nhất. Khi ban giám khảo công bố kết quả cuộc thi The Voice Online, cảm xúc của bạn khi đó như thế nào? Khi công bố kết quả thì Quang cảm thấy rất là hồi hộp, không khác gì khi lên sân khấu. Cảm xúc vỡ òa vì mình biết có rất nhiều tiết mục khác cũng được chia sẻ và tương tác rất nhiều trên trang fanpage của nhà trường. Một lần nữa, Minh Quang xin cảm ơn các thầy cô giáo, các bạn Vassar đã yêu mến và bình chọn cho tiết mục của mình. Trong quá trình học tập tại trường, Minh Quang có mục tiêu gì về học tập, rèn luyện hay là các chương trình ngoại khóa? Mục tiêu của mình luôn hướng tới là học thật giỏi để mai sau có dịp mình sẽ thi chuyên văn và cũng không quên luyện tập hát để giọng hát luôn trong trẻo như bây giờ. Trong tương lai, Minh Quang có ước mơ hay mục tiêu theo đuổi con đường nghệ thuật không? Mình muốn theo con đường nghệ thuật, có thể đó là do sở thích của mình. Và lời cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, bạn muốn chia sẻ điều gì đến những người đã cổ vũ rất nhiệt tình cho bạn trong chương trình The Voice Online 2020 này? Mình xin cảm ơn các thầy cô giáo, các bạn Vassar đã cổ vũ, bình chọn cho các tiết mục của mình trong các cuộc thi nói chung và The Voice nói riêng. Hy vọng trong các chương trình sắp tới, mình sẽ tiếp tục hát trên sân khấu để phục vụ cho các thầy cô và các bạn. Vâng, xin được cảm ơn Minh Quang đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc Minh Quang có thật nhiều trải nghiệm thú vị trong các hoạt động của trường Trung học cơ sở Pascal. Xin chào và hẹn gặp lại Minh Quang ở các chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình tiếp theo. Bye bye! Xin chào những khán thính giả của PC Radio. Vậy là đã đến phần cuối của chương trình ngày hôm nay rồi. Suka và Sắc Nâu rất vui vì được đồng hành với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi kết thúc chương trình, Suka và Sắc Nâu xin chúc các thầy cô giáo, các bạn Passer một tuần học tập hiệu quả. Chúc cho các thầy cô của nhà trường có thật nhiều những giờ học hay để cho Passer chúng mình thỏa sức sáng tạo nhé. Chúc cho các bạn học sinh có thật nhiều trải nghiệm thú vị trong các hoạt động của trường Trung học cơ sở Pascal. Đặc biệt là có thật nhiều clip thú vị trong ngày ngoại khóa ngày hôm nay nhé. Và đừng quên theo dõi các chương trình của PC Radio. Lời cuối cùng, quý vị đừng quên theo dõi chương trình PC Radio của chúng tôi được phát sóng vào thứ 6 hàng tuần trên các kênh truyền thông của trường Trung học cơ sở Pascal nhé. Suka và Sóc Nâu hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tiếp theo. Bye bye!